dâu mình không hiểu sao nó lại mọc tùm lum như thế này ta. Đây là bài hát là vì anh thương em như thương cây bạc già. Không phải là cây bạc non nữa rồi thưa quý vị ơi. Em nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bạc non, thương chiều bóng cô phòng. Nhìn mà xem đấy, không hiểu gì đấy. Cầm chùm của cái team hôm nay quay mà nằm bất thường này. Ca sĩ người mà mệt mỏi vô cùng đấy mà vẫn còn đứng đây nói được quý vị ạ. Quý vị thấy không? Đây, đây là Phương giới thiệu mọi người. Cũng nằm bất thường luôn. Nói chung là cũng khổ là hai anh em đi xe máy, còn chúng tôi là được lên ô tô ngồi. Quý vị hiểu không? Nên là thôi thì cũng thông cảm, nhưng mà gái ơi, như là team mình là đang làm việc trên kia rồi mọi người ạ. Mình cũng chuẩn bị đi, nói vậy thôi, gối chuẩn bị đi ngủ một tí để lấy sức để đi nữa sẽ quay với mọi người nha. Hôm nay thì mình đã dậy make up từ lúc 5:30, quay cho từ lúc là 7 giờ, di chuyển 7 giờ, bây giờ đến chỗ quay đó, xong rồi quay cho đến tận bây giờ đây, bây giờ đang làm lại tóc đây, có ngoài trời mà nắng nôi thứ. Mọi người có thể nhìn thấy bình thường mình cũng được gọi là da trắng á, nhưng mà bây giờ là đen nhẹm rồi. Và mọi người trong ekip, tất cả những người mà đi quay ngày hôm nay cũng rất là mệt, thấm mệt vì nắng quá. Nhưng mà tôi nghĩ là cái việc này nó cũng so với cả cái hồi mà mình đi quay MV Đón Bình Minh ấy, thì Đón Bình Minh nó vất vả hơn, vì là ngày đấy mình phải lái mô tô đi vu trên nắng bãi cát, trong những cái bãi cát không có một cái ô che nào luôn. Em chỉ có một thử thách là về tóc của anh thôi em. Thứ nhất là mình hai xoáy là bướng đúng không? Không vô nếp này. Không tóc vào nếp nha. Tóc thì dễ che nên là vào nếp rất là khó. Hai xoáy rồi là bò liếm nữa. Trời ơi, một quả đầu thật sự hội tụ thưa quý vị. Hôm nay là quay trời rất là gió nữa. Xong rồi nó tóc gió thôi bay luôn á. Thưa quý vị, bạn camera đề nghị bạn đừng có zoom vào nữa. Vẫn cố gắng là mở mắt to ra để nhìn mọi người, ánh mắt đầy trìu mến thưa quý vị. Vì thực ra nghĩ là mình phải là người truyền năng lượng đấy, hiểu không? Truyền năng lượng cho mọi người, người có thể thêm năng lượng để làm việc cho nó thật là tốt. Mặc dù mình hết năng lượng rồi mà còn nhiều đấy mọi người ơi, đúng không? Còn cả một buổi chiều mình còn phải đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ này, mình phải đi ra Bùi Viện này, mặc dù là mình không thích mấy cái chỗ này lắm, mình không thích chỗ đông người lắm, nhưng mà thôi, vì một cái MV rất là đẹp, lung linh, tươi sáng, gửi đi tất cả mọi người, mình phải hy sinh một chút. MV này thực hiện thì Duy nghĩ là bởi vì là khi mà tung lên á thì cái lượt nghe của mọi người tăng rất là nhanh, và mời cameraman là đi ra gặp ngay đạo diễn đấy, như là bên kia đó, một cô gái rất trẻ trung. Thầy đạo diễn vừa mới ngủ dậy xong quý vị ơi, nào buổi sáng đi quay mệt quá nên mọi người đã làm một giấc nghỉ ngơi